chỉ bắt thăm kinh nghiệm bậc cao nào kinh nghiệm xuống nhà văn sĩ cao thoại bằng cúm với chung bài này bắt trái rót đại chi ra tận đó bờ sai bằng phuồng phật nơi lục xuống gặp thoại bằng cúm bệ thế ran thế ra group bệ ông tăng á đại công nơi khung phật tử sanh nam đồ ni đạo sĩ cái đại group chư thoại dạng cái đại mầm phật hai cái xuống thôi sĩ cái đại group sai rập an chấm bộ bằng phuồng phật bờ sanh tăng á đại cầm phuồng để tam đan sanh đáp các vị thi sẽ trải khung bậc Phật tử sanh na đại thôi cáp sắp sai chỉ riêng rõ sắp đa cứ thứ ngày sáng nâng thứ ngày tết vi lễ mang bầm pi từ đó mang bầm bảy bậc đại sư đại cơ rụp sai rập hai năm pi niên khi nhom cái này dường mình to tại mà đó tại to thì nâng bệ trai mình lệnh bảy nhà hà rồi bảo bệ trai mình lệnh hai bệ trai mình lệnh nâng có đôi chữ bảy nhà bảy dường đại dường thời chư ngọ đôi khi bên tay chuẩn bị khác ca sắc xa riêng số mẹn tên tớ bà xin chị dưỡng ạch sơ dô, ạch sơ chá bá đôi chị ọc xùm nua xù ạch khởi nhì chớn xùm nua khá miên tài nẹ chá lát bà cái quát chế hệ bánh tái quát thời ca bánh thaym chùm nẹ đừng rồi bà quát tài nẹ khá xù bẹp đư ý chứng tư nẹ khá cơ xù bẹp chanh ý chứng tư bánh tái tu bây chì xùm nua bẹp mạch cả đau cho cho đại bà cái lãng máu bà xin chị nẹ quát miên ai kể tì nông ca chá lối có quát chào từ tam bậc cô lắc mơ từ tam bậc cô và nước này chào chào từ tam đằng chân tư hai riêng prapurasana đi bà dân chỉ dừng về dân lực đại chân tư chia sẻ con cha cả đôi chia thọ mà cả thật đứa gần này sầm đại thọ thằng ở nắng tông bây giờ vì bố bị khăn bỏ ngặt ban po tê ngặt ban tra tê kỳ thà tê bên tái dương bài chỉ thà bỏ ban tra dạng đi bỏ ban tra dạng nu nếu cái chụp bị mù bằng cạnh nếu cái chụp bị mù bằng cạnh thằng sòng chân cua tai bị giật nông ca nị giấy ba mình chỉ bà té cua tai kết thao vị trí cầm đặt rồi bọc luôn dương rồi mùi cái dạng mà chạy chân tới nè bù hay mùi tiết ca này nom bọc cô ở sầm đài thoa ní bà sinh chưa khó rồi cái dạng mấy đô chỉ bọc cắt phơi đặt luôn ai chân lúc gì lúc ta bằng bồn bồn bớt sạt bên tai bà ban bón có ban bón chưa ra này chưa ra anh ai cặp cả hơi bọc khó có thằng ngôn đại chân á nâng chẳng những mơ bánh hà mùi tiết rồi bỏ bạch chạy một lần bạch chạy một lần lúc tu xua rừng mùi tiết bạch nịa kỳ xên mình yêu về sạch thạ bạch thóa chỉ còn là chiếc đò bạch xa bằng phót khá nóng bạch đá chôn nỉa nế tiền khá nóng át tập hiệp ní tiền khá nóng bạch lộc đột ní ụ ba sọ chia cỏ hoa tuộc bay bạch sọ tạ bắn đại bất áp bài dụp húm đó nơi tịch thị hỏi đăng chú bán nơi sạch sạch hỏi cơ nơi tài trời gặp thoại bằng cúng tổ tùa nơi bè bị khổ rưu xa mà nế đại chìa bà thật chuẩn nâng vì chẳng ấy trời tài thoại bằng cúng dạy rùm tớ xâm nổ ní kì lột xua hay đòi bàn chìa ụ bà sọ ụ bà sĩ cá đại chìa bè sọ ta lột nơi tài thoại bằng cúng ụ bà bè bị khổ xong đại chỉ sa mà này tụ bây chỉ sa mà này bù mùi ngày cái đời suy ta hại đấy bà sân chỉ bẻ thoa nữa ngay chỉ còn là chỉ đọc ra sao bằng phớt khăn ông bẩn đá chuyện này nia khăn ông ăn tập hiệp này hãy cho mấy cô ao bẻ sao ta đây xem lại mẹ phò nó tới thoa anh cùng bẻ khổ xong nâng chẳng bẻ này cái xin còn lột to mà hạ bỏ bớt bẻ đồ mềm bẻ phía trong phía sạch sạch đấy nó tục thằng chân bệnh mẹn hai bề thoa chỉ còn là chiếc đo bờ xa bằng phớt khăn ông bẩn đá chén nẹt ni ni tiếng khăn ông ăn tập hiệp ni tiếng khăn ông bả lộ bẩn men hai cái tra thả u ba sọ chỉ có hoa tu bay bề sọt tạ bắn đã bắt đã bài hỏi đo nơi tịch thể hỏi đăng cho ban được sa sna hỏi cần nơi tai grab sầm pe tu tu bị khổ khăn ông sa mà nè đại chiếc bờ thật chân đuổi ni bẩn men có bên tai nơi khăn ông rừng ni miền hai phớt cử thoa cường sang phép chia sa mạnh nạ này nè đại chia sa mạnh nạ nâng mà phải dạng nâng phép bì dạng rô mê chì hẹt ao bụi sa mạnh nạ tình lái chia nè đại cua đọc ca grab sầm bè ca grab cho tờ tùa ca cổ rụp bồ chía thoa cường sang phép chia sa mạnh nạ này nè đại chia sa mạnh nạ mà phải dạng nâng phép bì dạng lúc miền đồ chê nè cử thoa mía ra mộ miên sẽ cái đầy rì rì khăn ông thoa miên ca nỉ dũng đo bà xa miên ca bà bật lọ thoa bì giáng ấy nè tì muối miên ca rì rì nè khăn ông thoa tì bí nè khăn ông phùm đo bà xa cứ sợ bài rì rì nè khăn ông thoa
miền cà ri ri nơi khnông của sao là thoa đại khmer tu hai nơi ti cái lại đại prasa cứ đôi chiều ở đà ram ấy chỉ đào mà nè cả kịch bậc nhom bậc nào nè nhom chương thoa tang mà phai giáng đại sa mạn ạ lục prasa nâng ti mũi nâng cứ miền cà ri nhom đào prasa cứ miền thoa đại sang phìp chỉ sa mạn ạ chỉ con đại khlu nè nhom tha chỉ prasa đại ăn thành đại tha sự mạnh mẽ phê chia cầm pu này bỏ để sẵn ban này ta cứ chia bị khẩu hai mũi tiết chậm lại ti pi cứ miên ca bập bập tệ tòng tầng sơn vật bạc để bắt cứ bắt đã lục địa lục ta bóng bồn bật bật sẵn bà mơ bè về này ra bỏ bè bị khẩu sang bè bị khẩu này sang mà này sang mà này rây nó cứ bật riêng á bà nông ca nó vật này chẳng á chẳng ca bập bập nơi khăn ông vật bạc để bắt tầng lại nó miên nơi khăn ông khăn thẻ vót đại chi đại chi áp hít sám cha cứ sờ nằng nằng khăn ông nằng cứ kêu bị chẹt hơi le nằng rì kẹt tô sạ từng ở nằng tam bất sờ để mình thả ba sọ ba sợi cá rồi hốt đo bẹp bị khổ sáng nằng cứ cột da từng ở cứ le tô sạ lột thẻ mồ hạ nằng anh chập đam từ bổng thì cứ bỏ ăn bán đặt nằng khăn ông nằng hơi cái này chân mũi tiết chậm đợi tị bay nằng cứ miền ca nơi nâng đau vị hìa cứ thoa đại chỉ tì nơi miền bốn ế giả bát đại ca trông cái nơi nông ế giả bát nam môi cỡ đau có miền nè mẹ sơ ca ca mặt thán phạp đô ế giả bát đau chất bà cổ ca mặt thán thiên sa mạ bát trông vị hìa a rì dạ vị hìa cứ phò sa mạ bát nẹ bố miền tu nè tì hai đây bàn chì bỏ ấn mình ao nẹ bố rộng xì dình châm chì vết cứ phê rẻ rà bò nẹ bố nâng cứ châm ran cam mật thán nâng sắc xa bạch thoa, sầm khăn bẩm phật bì nâng, hay nâng bạch vọt đại ai thứ, tại à nà mai bạch riêng ấy từng ở bên tai riêng đại sầm khăn cứ cách bạ địa bạch nâng tai mà đó, hay nâng sắc xa bạch phật sát na, bị pro lục an minh thua ấy cai bì nâng tề, coi châm ran bên tai, mình chỉ riêng nghĩ sự thế na lục dư lục ta, thôi tôi tạm mau thua ấy, tạm coi châm ran thoa mình ukrup khnía, chơi tại anh coi châm ran bạ địa bạch bàn tề, cứ bập bạ, bên tai ốp bạ ni say á. Phở to su đường cùi cho mình ăn sao mà thả chị đam vậy tới chập đam từ bốn tí cứ ca sao mà tiền sờ chập bị sờ trầm tử lục dây lục ta xà là bon tới cái này ta ta chỉ gì mà bàn lọ tới hay bắt to bị sờ trầm nó chìm lắng đó sờ sao mà thị sờ nó cứ le nó kề le cột kề đập pe sao mà thả vì ba sơn nó cứ le nó kề le là ắt tụi như anh chẳng bắt to tới tiệt miền ca sừng rùm cứ sừng rùm cái sừng rùm vị cha sừng rùm chật nặng tai mà đong bật bieng vậy ta bật bieng á cái nào hay đập pe chậm đợi tí pram chậm đợi tí pram tẹt toan tận năng sang vào rào cương cà pì cương cầm chặt cương lẹ bùn cứ sơ sạt tế nhiên khăn tay nặng vui rồi vậy nơi khăn ông sang vào rào pram giang nặng sơ lâu vậy ta đang hái mình điệp rọt tí rõ bỏ bẹp bị khô, sập tệ, nhìn, phiếp ọt một cái bụi. Bố thơ sừng rùm cái vì cha chật, chịu sẽ sừng rùm chật nâng tay em đó. Tiếp ra mối cứ khăn tay, mình cả ọt một. Cứ mình cả ọt một cái bụi chùm bụi ta chạy cả đại gà hà sẽ rạch liên nâng bụi. Nhàm bài mà ngay bị bê, phật là nghỉ, bà thủ đông vinh, mà ngay ta mới bê tê. Liên, mà ngay ta mà bê tê. Khi nhóm bà khả năng, khi nhóm xa là bọn xa mà tiên thủ đồng lưu chìa bí chân nam hơi. Mình là rõm tha. Tụ bây chìa bài lột chô khả ní á, thủ đồng thở bài lột chô khả ní hay mình đo tập bằng bầy. Thủ đồng cứ chìa cách vọt mũi xa mà rõm nẹ bố đài xa là bò rì sốt khả năng á. Bên tay có mình dì tớ bí miên kà bị bà, hãy bài lột chô khả ní. Dương nhằm bài tay mở bế khả bí nâng cứ phê xe. Ai phê xe nó ngồi trời là biếp là bò phong. Sở mạng ổ ba sọ ba sĩ cá cứ sở mạng tiên thủ đồng bàn tại mùi tí. Tại bà sân chi nè bố trời tại sở mạng tiên sở đọc. Sở đọc hơi sở mạng tiên thủ đồng nó cứ lọ một phần. Chẳng ấy, ta mà lục hù xong thương có thể xê nực nông sập hơi nâng đài. Sở đọc hơi trời sở mạng tiên thủ đồng. Thủ đồng, bà đạch thủ đồng chỉ sở mùi rồi bà nè bố. Bên tay bà ấn bà đạch khát nè bố thường ớt trời tại sở mạng tiên thủ đồng tí. Lộ bọn ọt bàn chặt chẳng như tại bà dương mê sư thiê cho thá hiện sở mạng thiên thủ đồng nó cứ bị chữ rừng đại bà bây hay bị chìa cổ xò là bà dương chẳng nó tại đạch thủ đồng ọt lẹ nà rụ tê chẳng á còn đạch an thì xong thủ đồng phía ọt thầm một đi tiếp
tai bà đại sớ cứ thẹn là ruột cột sờ tầng ở cột xích hạ bọt tầng ở nó cần chắc nặng chăng ở nắng phía ọt một thấy đôi à ha body pop ấy nắng dương ọt ai che tình nhắm tam chật tam chẳng bao dương thì chăng ấy nặng chẳng cái đại bàn thì che chẳng che bàn cái đại phía sừng ruộng nắng cứ ọt một khăn trong đại mới tiết ti bầm pal mũi pi bảy bốn pram bầm mũi bầm pal nắng miên phía sực cột sực cùng nâng miên ca đặt khuôn áo nụm tồn và ông áo bần bạc nâng cứ đậm bầy đặt khuôn áo nụm tồn nâng anh bần tay nẹ bu tại chia xa mà nạ bè bị khổ sóng mần ai tới thoải bằng cùng bọc cổ nạ tì đọc bê ti bạm bầy ca bảo bật khăn nông ả rõm đại miên phiếp tại mùi ban sĩ cái đây tha ả rõm ca mà than đại vô kì vật chó cho tới tăng xa mà đây chẳng ra vipassana chung mua tha miên phiếp tại mùi bộ con tai chỉ sẽ phê về thoa nà mũi đại praja phê sen khnía đại âm này nề ca sanh mắt năng bệnh nhạt tha sát bộc cố sợi pro chỉ đạo ca chấm lại vipa sanh á tự chúm mua tha chỉ ca propret non à rắm đại miên phê tại mũi pro hạnh nu ca ri ri non à rắm cam tha đã bỏ yoga về cho đại chấm lại vipa sanh á tự chúm mua tha ca ri ri non à rắm tại mũi tam bận đẹp bốn trai tại chấm lại sanh mắt tha vipa sanh á riêng pa diyat từ sợi đại hái trai tại chấm lại năng tam đầu chăng tì bầm buồn miên sẽ cái đây bị về cứ miên chất kịch bia rắm xem xem chỉ tràn khẳng đám nó miên bị về ở thả bây giờ bảo về giữa miên tràn ở bằng ở ra chạy một lần nó lục tu su hay đây bàn bằng tre nó không bị về hái chất bị về nhà không à rắm chỉ cảm thán nằm bay sầm rạch chiến đam toàn bàn sầm rạch nằm bay chơi chiến đại bàn sầm rạch hái nằm bay sầm rạch mẹ phá rứ đầm bay cà chua trên sa mạc bạn nhưng khả năng an nơi vị về tầng ở núi lang một về nhà thạc bây giờ chứ còn sa mạc là bảo vị về những cứ ca chạ tranh tên nơi tại ông an ngắt vậy tới chật vị về cứ nơi khả năng sa mạc thạc vipassana bằng ở ta xa cả nơi chỉ mùi nông bụi cả nạ thì cứ ta xa bậc cố đai nơi mà nè ai hay ca đai bằng tất cả con đã bảo vệ về nữa, bố nơi mà này ấy vì ở đặt sờ vậy mình tên tới đôi ta bị ngập ngặt vì là vì ở sân miền bảy hà nhẹ nhảy tràn chẳng nghe nào được gì ta, ta bây giờ ở nơi mà này ấy thế vì bảy lập bố thấy vì nhẹ nhẹ tràn chẳng nghe, nương ấy chẳng vì về từng ở nương con sầm bạt đã bảo vệ về nước miền đào từ một hai bầm bảy giang, bên tai đào hai pa bốn giang đại bảo cho từ con nơi bị về nhúc phiếp chỉ nè đai mình miền tộc cứ miền tịch quần hai bà ông xem đâu bị về những cặp ru tai bà để dạ một cô cướp rút từng ao bồn miền sao mùi thì đại tự xem đâu bị về những trong đời thì bị đã biết trong đời thì bấy ru chia rồi bao bờ xa bà post chia mình cho từng lái những trong từ xa trong lượng đằng cài chia và thôi miền nằm lái như vậy chứ nằng hai ca xem cục đâu bị về những bị miền Paul chân sâm rạp nè chân rắn sâm tạo vipassana. Atraka dung lưu e chân rắn bụi tnom kai tnom chutta tnom kai tnom chut clang mẹn đen. Bụi sập hiệu tòa tam mẹn tnom kai mẹn tnom chut tê. O chân rắn mẹn nghe bò nơi sập hiệu tòa tng ono trở tê. Chân yung kana chân an tam put rui chai tay chân an mẹn tít grand tay chirum luck. Dot bong bong put bosat like m pong sạp. Tí mối cứ rửa xa khuôn ở khả nông bị vị. Tí bí rồi mình thơ ai ai dụ nâng chùm rãn. Đó nơi cầm lặng. Rồi mình ca biết tù. Cứ mình đạch sợ lặng. Rồi mình cầm chặt phép chì nẹ khá miên dùa. Rồi mình nôm nơi phép chì nẹ miên dùa. Rồi mình xâm ra phép chì nẹ mình rịch rí. Rồi mình thơ phép rịch rí ở cả lãng. Rồi mình cầm chặt phép phải khách. Rồi mình sang phép khá hán. Rồi mình cầm chặt phép chưa chỗ. Romaine thua ở cái sự đẹp chi diếm. Romaine cầm chặt riêng kẹ bán. Romaine cầm chặt tổ bán. Romaine cầm chặt mô hạ bán. Romaine đọ mì nẻ bán. Romaine bầm plan đi tất cả bán. Romaine thua chất ao miên ả rõm tại mùi bán. Romaine thua ao chong chất tục bán. Romaine thua ở cái sự đẹp sở bài rì mùi. Romaine thua ở tư chì mình nút của ai cử rục. Romaine thua ở cái liếp. Romaine thua ai nữ chỉ cua ai ao lủng tốn, rồi mang thua ở ban tự tua bảy tế, rồi mang sang phía thà này chết, rồi mang thua ở phía khơi sập phía vậy,
nơi sông khá tỉnh lái, rô mênh thua ở độ. Nơi bà đệ sẵn thị khăn ông phục bàn mũi, rô mênh bà đo nơi xa mạng nhập hóa. Ai mũi côn này ca côn nơi bị vết miên mà phải bằng bảy dạng là ngay. Nâng, mà phải bằng bảy dạng. Chẳng, ní cư nơi khăn ông nâng xa mạng nạ. Miên ca bà bật bị vết là ngay. Phải lời cái, phải lời chật. Phải lời cái cứ chân trả bị bụng này phải lời chật nâng cư chật nơi khăn ông ả rõm ca mặt thàn tàng xài sập là ngay. Nâng xa mạng nhạc bùa. Hai nơi khăn ông phép chỉ xa mạng nạ nâng cư miên hề rẻ ọt tập bạc phép khá mạc lại bạc. Tạng thuê lâu, tạng bay nâng. Tôi chỉ rất tạm thuê tạng bay miễn ca và cám bị chạy cám nâng mà nấu cám. Hãy chư dìm. Chư dìm. Cô lãng nợ cách buôn giáng cứ chư dìm đốt nợ ạ cơ sao là thoát đầy một toàn cát. Mình ơi miễn cát. Lẹc ạ cơ sao là thoát đầy cát làng hói. Chư dìm thuê cơ sao là thoát đầy nợ một toàn cát ở cát láng. Chư dìm chầm rãn bằng cán cơ sao là thoát đầy cát láng. Mình ơi vùng quên, ơi tăng nợ bán. Nâng ở căn tay chồng ra, nâng 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 bố thị bạc kìa thoa tiền xam sẽ bùng bày bạc cả. À có sao là thoa, nó cứ nì vào nạ thoa, lẹ. Phía nâng, cứ lẹ, nơi à có sao nâng ấy. Phía tha của sao là thoa cứ Samadhi Vipassana nâng mẹ. Hai mùi tiết áp bà mạ tố, cứ mân bà mạ tì. Mân bà mạ, nâng nâng ca chồng ra nâng của sao là thoa. Chí dìm á. Chúng mình bằng đau chất nó ở đây trở xoay tới ta mà rõm tiếng lái ta ôm lại như kia lệ. Mùi tiết nó miên sẽ khá bọt xa mà tiến cứ miên ca tăng nữ khá nạc khá nánh khó khoai tại khá nông sẽ khai. Miên ả thị sơ sẽ khá chỉ đau ôm nâng bằng nâng. Chúng đọc mùi tiết đừng bảo mạng cho nội hai tí tạo miên miên bảo phê cho nội. Cứ ca riêng bảo lầy đại chi bảo 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 cho nạ. Mùi tiết cứ ca riêng ả thạ cả tha ả thạ thị bái bảo bảo cho nạ. Mùi tiết nó cứ ca rì rì xây la tì ạ phì rà tệ. Miên ca rì rì chì khăn khổng côn. Miên xa là côn chì đàm xa vai chật ọp ọ. Cứ miên ca rì rì chẳng buông mất sang cả hạ thò mẹ cạ. Pru phiếp chì nẹ trò trông nở côn. Nẹ miên côn chì đàm ý nó bà canh vô chì cầm rù. Khluôn ai chuộp lột ý chân tử. Mân miên ả lại. Cứ miên kê. Miên kê hạ xe tạ tàn hà. Nó cứ tàn hà. À xa rai tế nữa. Chẳng nợ tế. Chúng mùi nâng ca mà con pram. Bà đây bốn xa ba mây phẻ rì dìa. Chẳng bán đi chẳng bán nụ ấy chẳng á nâng. Tàn hà nâng âm nạch nâng cứ lè. À nâng. Lè âm nạch nâng. Chẳng chạp tế gì tới chẳng chạp tế. Mình là lại không tế. Chỉ nè. Thơ nơi sẽ khá bắt ai bò rượu bố. Nâng thơ sẽ khá bắt. Thông tôi từng lái. Đại trung bàn bà nhận tục hơi nâng. Ai pinh ai bò rượu bố chỉ nè. Mình ai trở bắt thì cứ chùm rẻ bắt chỉ riêng rõ. Cần lạc hai mà đoàn. Hai mùi tiết trò tung xâm phút ca sao bạp hoa. Cứ cồng trái dịp bố. Đại thơ đau xâm phút cho lụi tập ảnh chọt. Bạn này ta bẹ cả ai. Dương dễ nghe sưu mình tên cứ bẹ cả ai. Tại mùi cầm phê. Hai trong đại mùi tiết nó cứ lâu cao sọ tầng ngạo. Mình miên xe ra xa. Đôi ở cả hoa miên sọ miên ấy chẳng hết á. Nâng. Chẳng mà phai bì cho nội nâng anh. Đại ở xa mà nạ trời trò tung. Chẳng ủ ba sọ. Tụ bây chìa ủ ba sọ ba dì cá, tụ bây chìa xâm rạch mẹ phò cả đói cơ trời tự thoảng cúng. Sa mà nạ bụ âm nạy này cùng tầng mập hay nâng hay nâng bì dạng thịt. Ní cứ chìa thoa mà chìa. Trời tàn chân mà dạng thịt. Bè bì khổ sáng lột bàn bà nhạc đọc bạc hái mình ai lược đại xâm bè. Xung bây tầm ở đại ở bụng. Cái bì, bè sáng phong khá nì, xa bàm chà rây rửa gọc rù bà chài chân hân á. Tại có hoa cứ mình bàn tì. ກະນາຈອງອ່ານຍົມກະນາຈອງອ່ານຈົນຫນຶ່ງຕອນນີ້ປະເກນຫນຶ່ງຈູນບ້ອງບໍ່ອຸປົດບໍສາໄດ້ກໍປົງແຕ່ສະດັບປະນິກະສິນລູມິນທະລະດິກາພາອຸບາສາໄດ້ຈະປະສາດຕາກູກາບສໍາເປຍກາບຕະຕຸກພິກຂຸໄດ້ຈະພະທະຈຸນໄດ້ກິດຖ້າປະກົນຈະອັງນຸໂຈດອພຽບຈະແນະສະໝາໂດຍນັງປະໄຂນາສອບເຈິງມັນມີສະໄໝຄືອອກາດນຸໂດຍນີ້ຍັງເຕີຈະປະລະຍະບຸກົນລູກບານກິດໂດຍອະລະຍະໂດຍຈະພະທະຈຸນຍັງ
chăng ủ ba sọ đại chi bệ sọ ta nâng grab tự bị khâu đại chi bệ thật chun đại kịch thành chăng bệ ông núi chỗ đó phịp chi cầm pu này bồ đề san dương mình men chi nè chỗ đó thành nạn nâng tì hai lô kịch tiệt bệ ông núi ban đập bệ pa để mau dương mình ban đập bệ pa để mau tì
ព្រះអង្គនោះឲ្យបកគលដតីបបជាឧបសម្បទាបានធ្វើព្រះសាសនារបស់ព្រះចនៈវរៈពុទ្ធអង្គឲ្យចម្រើនឡើងដោយកិច្ចដែរថាខ្លួននឹងមិនអាចធ្វើបានព្រះសត្តានឹងលោកកិនចឹងហើយព្រះអង្គនោះជាអ្នកមានធម្មតាធ្វើឲ្យពេញលេងនៅសិក្ខាបទទាំងឡាយដែលរកប្រមាណមិនបានយើងមិនបានប្រព្រឹត្តក្នុងសិក្ខាបទទាំងនោះទេនេះគឺជាចិត្តរបស់ព្រះសត្តាលោកប្រាប់ លោកកិតអញ្ចឹងលោកត្រូវតែថ្វាយគុំព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកជាពុទ្ធជនហើយលោកកិតទៀតព្រះអង្គនោះចូលដល់ភេទជាសាមណៈនៅក្នុងឋានៈដែរព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រាថ្នាយើងនៅឆ្ងាយពីភេទនេះព្រះអង្គនោះមិនបណ្ដោយឲ្យរោមក្លៀកវែងរញ៉េរញ៉ៃមិនបន្តផ្នែកមិនតែងលំអរាងកាយប៉ុន្តែលោកលៀមដោយក្លិនលោកលៀបដោយក្លិនសិលចំណែកយើងរីករាយក្នុងការដែលលំអហ្នឹង ដោយលោកយាយសាខាណាជាគឺលោកយាយសាខានៅលំអស្អាតស្អាងរាងកាយនៅឡើយណានឹងអានឹងតាមការសិក្សាតាមការអាណាលោកយាយសាខាប៉ុន្តែលោកយាយសាខាគឺជាព្រះសត្តាអញ្ចឹងលោកថ្វាយអង្គព្រះភិក្ខុសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទោះបីជាទូជាសាមណេរទូជក៏ដោយហ្នឹងលោកយាយសាខាលោកតាណាថាបណ្ឌកសិទ្ធិក៏អញ្ចឹងដែរនៅខ្វាយខ្វល់ច្រើនហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែរលោក ត្រូវតែថ្វាយគុំព្រះភិក្ខុសង្ឃក្រោកទទួលព្រះភិក្ខុសង្ឃទោះបីជាភិក្ខុជនក៏ដោយហើយធម៌គ្រឿងសាងភាពជាសមណៈនៃអ្នកដែលជាសមណៈ20យ៉ាងនិងភេទ2យ៉ាងនោះណាមួយធម៌ទាំងនោះរមែងមានចំពោះភិក្ខុគឺព្រះភិក្ខុនោះឯងជាអ្នកត្រួតត្រងធម៌ទាំងនោះបានថែមទាំងជាអ្នកទទួលបានការសិក្សាក្នុងធម៌ទាំងនោះប៉ុន្តែយើងពុំមានចំណេះដឹងនឹងការសិក្សាទាំងនោះទេព្រះ សត្តាលោកគិតបែបហ្នឹងគិតទៀតលោកម្នាក់នេះជាអ្នកបង្រៀនយើងឲ្យបានសិក្សាតាមរៀនតាមព្រះភិក្ខុជាអ្នកបង្រៀនឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានសិក្សាត្រត្រង់នៅវងព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះហ្នឹងលោកគិតបែបហ្នឹងឯងប៉ុន្តែព្រះសត្តានៅពេលដែលលោកសត្តាសកតិអនាគាព្រោះព្រះអនាគាដូចអីគេផ្លេចទៅលោកនៅជាបុត្រជនបានតែបើសិនជាលោក ចម្រើននៅក្នុងជាមិនបុត្រជននេះនៅក្នុងជាគរាវាហ្នឹងហើយតែបើសិនជាព្រះសត្តានឹងអាចសម្រេចមគ្គផលដល់ព្រះអរហន្តហើយគឺលោកត្រូវតែបុព្វជាហើយបើសិនជាលោកមិនបុព្វជាទេលោកនឹងប្រនិព្វាននៅថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងព្រោះក្នុងនាមជាភេទជាគរាវាគឺមិនអាចត្រត្រង់នៅព្រះអរហន្តនេះនៅព្រះអរហន្តគេហៅថាអរិយមគ្គ ភាពជាព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងនាមជាគរាវាបាននេះត្រូវតែជាសាមណៈបើមិនបួសជាសាមណៈទេគឺនឹងប្រេតពៀននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដោយពនាងខេមាព្រះស្វាមីបានយកទៅស្ដាប់បទធរស្ដាប់បទធរអត់ទៅទេគិចគិចគិចគិចរហូតពនាងខេមាជាស្ត្រីអេតតកៈខាងផ្នែកបញ្ញាអកសាវៈស្ដាំនឹង អត់ទៅដល់ពេលទៅស្ដាប់ធម៌តែម្ដងហ្នឹងសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គសួរស្វាមីថាតើគួរឲ្យពនាងអត់ហ៊ានសុំទេណាអត់ហ៊ានយាយទេណាតើគួរឲ្យពនាងប្រនិព្វានពេលហ្នឹងឬមួយក៏ឲ្យពនាងបានបួសគាត់សួរប៉ុណ្ណឹងព្រះរាជាលោកដឹងថាភរិយាខ្លួនជាព្រះអរហន្តហើយអញ្ចឹងក៏ឲ្យបួសទៅលោកដឹងហ្នឹងលោកឆ្លៀសលោកសិក្សាបានរៀនសូត្រអញ្ចឹង ភេទជាព្រះអរហន្តមិនអាចនៅពេលដែលសម្រេចហើយមិនអាចនៅក្នុងនាមជាគរាវាទេដាច់ខាតត្រូវតែបួសទើបត្រត្រង់នៅជីវិតនឹងបានយូរអង្វែងហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺចាប់សរុបទៅព្រះអរិយបុគ្គលបើសិនជានៅក្នុងគរាវាគឺត្រូវតែក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសមណៈព្រះភិក្ខុសង្ឃទោះបីជាបួសត្រឹមតែមួយថ្ងៃនឹងក៏ដោយដោយសារលោកគិតរឿងហោហែដោយបានរៀបរាប់មកហើយអញ្ចឹងឯង ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតបញ្ហារបស់ព្រះចៅមលិនមួយទៀតនឹងលោកទូសួរព្រះគុណចានិកសេនគុណចាទាំងឡាយនាំគ្នាពោលថាព្រះតថាគតទ្រង់កំចាត់ហាយនៈភាពទ្រង់ចាត់ចែងតែប្រយោជន៍ចំពោះសត្វទាំងពួងនិងព្រះអានន្ទទៅពោលទៀតថានៅពេលព្រះដ៏មានប្រភេទត្រាស់ធម្មបរិយាយ ដែលមានឧបមាដោយកំណត់ភ្លើងលោហៈក្តៅក្តៅលោហិតក្តៅក្តៅក៏ច្រាចេញពីមាត់របស់ព្រះ
ពីខុសប្រមាណ60អង្គនោះព្រះគុណម្ចាស់នៅពេលទ្រង់សម្ដែងធម្មបរិយាយនេះដែលមានឧបមាដោយកំណត់ភ្លើងបានសេចក្តីថាព្រះតថាគត់ទ្រង់កំចាត់ប្រយោជន៍ទ្រង់ចាត់ចែងហើយយនៈភិបដល់ភិក្ខុទាំងឡាយប្រមាណ60អង្គព្រះគុណម្ចាស់នេះកសិណប្រសិនបើព្រះតថាគត់ទ្រង់កំចាត់ហើយយនៈភិបទ្រង់ចាត់ចែងតែប្រយោជន៍ចំពោះសត្វទាំងឡាយពិតមែននោះបើយ៉ាងនោះពាក្យដែលថានៅពេលព្រះដ៏មានប្រភាក ត្រាបរិយាយដែលមានឧបមាដោយកំណត់ភ្លើងលោហិតក្តៅក្តៅក៏ច្រាចេញពីមាត់របស់ភិក្ខុ60អង្គនោះត្រូវនេះជាពាក្យដែលខុសនឹងព្រះអង្គប្រសាទដូចមិនបានត្រាសម្ដែងធម៌ទេសនាភិក្ខុ60អង្គបែរជាកោតឈាមចឹងណាហ្នឹងទី1យ៉ាងមួយទៀតឧបមាមានកំណត់ភ្លើងលោហិតក្តៅក្តៅនឹងច្រាចេញពីមាត់ភិក្ខុ60អង្គ ปัดแม่นนูព្រះតថាគត់ទ្រង់កំចាត់ហើយយនៈភិបទ្រង់ចាត់ចែងតែប្រយោជន៍ចំពោះសត្វនឹងពាក្យនោះវាខុសវាមកពីហេតុអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះនេកសេនលោកថាពាក្យនឹងគឺព្រះអង្គពោលប៉ាត់មែនមិនមែនជាពាក្យមូសាទេគឺជាការប៉ិតនៅក្នុងគម្ពីរទេសេលោកបច្ចៈប៉ុន្តែលោកថាអញ្ចឹងមិនក៏ភ្លើមិនក៏លោហិតក្តៅក្តៅនឹងច្រាចែងពីមាត់ភិក្ខុទាំង 60អង្គ អញ្ចឹងព្រះនេកសេនលោកថាមិនទេមហាបពុត្តប៉ុន្តែភិក្ខុទាំងនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តមិនល្អលុះស្ដាប់ធម៌មេបរិយាយរបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកទៅកើតមានភាពក្តៅរោរាឡើងក្នុងកាយព្រោះភាពក្តៅរោរានោះភិក្ខុនោះទៅកើតមានលោហិតក្តៅក្តៅច្រាចេញមាត់ចេញពីមាត់អញ្ចឹងព្រះចៅមិនលោកទូសុទីរ៉េព្រះគុណម្ចាស់ភិក្ខុនោះកើតមានលោហិតក្តៅក្តៅច្រាចេញពីមាត់រួចទៅវើរបស់ព្រះតថាគត រឿងនេះគឺព្រះតថាគតតែម្ដងដែលទ្រង់ជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យភិក្ខុទាំងនោះវិនិច្ឆ័យណែលោកសួរជន់ទៅវិញអញ្ចឹងលោហិតក្តៅក្តៅនោះដោយសារព្រះអង្គទេសនាទើបធ្វើឲ្យភិក្ខុនឹងធ្លាក់លោហិតក្តៅក្តៅអញ្ចឹងរឿងនោះវាកើតមកពីព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យភិក្ខុទាំងនោះវិនិច្ឆ័យហើយលោកឧបមាទៀតប្រៀបបីដូចជាពស់មួយវាចូលទៅក្នុងដំបូកតែក្រោយមកមានបរមម្នាក់នឹង ត្រូវការផងធូលីដីទើបដំដីដំបូកនោះកើបយកថងធូលីទៅព្រោះការដែលភិក្ខុបុរសនោះកើបយកថងធូលីដីទៅក៏លុបរុនពោះនោះនៅពេលថប់ដង្ហើមក៏ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងអានឹងគឺជាទង្វើរបស់បុរសនោះអញ្ចឹងត្រូវអត់ណែហ្នឹងណាសួរអញ្ចឹងម៉មម៉មយើងឆ្លើយអញ្ចឹងទេសំណួររបស់ព្រះចៅម្លិនត្រូវហើយអញ្ចឹងប្រគុណចាស់ ឧបមាយ៉ាងណាឧបមាក៏យ៉ាងនឹងដែរព្រះចៅម្លិនលោកតបអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាដូចតែគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងព្រះនេកសេនលោកតបមហាបពុតណែលោកថាទៅវិញណានៅពេលទ្រង់សម្ដែងធម៌ទ្រង់រមែងមិនធ្វើដែលភាពរីករាយមិនរីករាយទេទ្រង់ផុតពីភាពរីករាយមិនរីករាយសម្ដែងធម៌នៅពេលទ្រង់កំពុងសម្ដែងធម៌ដែលអាការៈយ៉ាងនេះក្នុងបណ្ដាភិក្ខុទាំងនោះភិក្ខុក្រុមណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្អភិក្ខុក្រុមនោះរមែង ត្រាស់ដឹងចំណាយពិខុក្រុមណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តមិនល្អពិខុនោះរមែងធ្លាក់ចុះព្រះអង្គពូអំណាចនៃបារមីដែលព្រះអង្គសំមកច្រើនអណៃចេះត្រូវអញ្ចឹងពេលបរមម្នាក់អង្រួនដើមស្វាយមិនក្តីដើមព្រីងក្តីក្នុងបណ្ដាផ្លែឈើទាំងនោះផ្លែណាក៏រឹងមាំមានសណ្ដោងរឹងមាំផ្លែនោះក៏ជាប់នៅលើដើមនៅពេលអង្រុនហ្នឹងផ្លែហ្នឹងក៏ជាប់នៅលើដើម ក្នុងបណ្ដាផ្លែឈើទាំងនោះផ្លែណាមានតងចុងតងរលួយមានសណ្ដងមិនមមតងហ្នឹងផ្លែទាំងនោះរមែងជ្រុះចេញផ្លែណាមានតងដែររឹងមាំក៏ជាប់ផ្លែណាដែលមានតងមិនរឹងមាំរមែងធ្លាក់ចុះ ព្រះតថាគតទ្រង់សម្ដែងធម៌ទ្រង់រមែងមិនធ្វើដោយភាពរីករាយមិនរីករាយ ត្រង់ផុតពីភាពរីករាយមិនរីករាយក្នុងពេលសម្ដែងព្រះធម៌នៅពេលត្រង់កំពុងសម្ដែងធម៌ដល់អាការៈយ៉ាងនេះក្នុងចំណោមភិក្ខុទាំងនោះភិក្ខុក្រុមណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្អក្រុមនោះរមែងត្រាស់ដឹងចំណែកក្រុមណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តមិនល្អក្រុមនោះរមែងធ្លាក់ចុះមួយវិញទៀតប្រៀបដូចជាអ្នកស្រែត្រូវការប្រុសស្រាប់ស្រូវនៅពេលស្រែកំពុងភ្ជួរដើមឈើជាច្រើនស្មៅជាច្រើនសែន ដើមក៏ត្រូវងាប់ទៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រសັດទាំងឡាយដែលមានចិត្តទុំតោមានឥន្ទ្រីទុំចោ
ឲ្យ បាន ត្រាស់ ដឹង ត្រង់ ក៏ ជា អ្នក ផុត ពី ភាព រីក រាយ មិន រីក រាយ សម្ដែង ធម៌ នៅ ពេល ត្រង់ សម្ដែង ដោយ អាការៈ យ៉ាង នេះ ក្នុង បណ្ដា ភិក្ខុ ទាំង នោះ ហើយ មួយ វិញ ទៀត ប្រៀប ដូច ជា គ្នាប យន្ត សម្រាប់ គៀប ទឹក អំពៅ ព្រោះ ហេតុ នៃ រស់ នៅ ពេល អ្នក ទាំង នោះ កំពុង គៀប អំពៅ ក៏ គៀប យក ក្រុម ដង្កូវ នោះ ដែល វា ទៅ ខាង មុខ គំនាប យន្ត នោះ យ៉ាង ណា សូម ថ្វាយ ព្រះ ពរ ព្រះ តថាគត នៅ ពេល ប្រោះ សត្វ ទាំង ឡាយ ដែល មាន ចិត្ត ទុំ ចោ មាន ឥន្ទ្រីយ៍ ទុំ ចោ ឲ្យ បាន ត្រាស់ ត្រង់ ក៏ ប្រើ គ្នាប យន្ត គឺ ធម្ម ទេសនា គៀប យក យ៉ាង នោះ ក្នុង បណ្ដា ភិក្ខុ ទាំង នោះ ភិក្ខុ ក្រុម ណា ជា អ្នក ប្រព្រឹត្ត ខុស ភិក្ខុ ក្រុម នោះ រមែង ស្លាប់ ទៅ ដោយ ក្រុម ដង្កូវ យ៉ាង ដូច នេះ ដែរ ព្រះគុណ ម្ចាស់ ភិក្ខុ នោះ ធ្លាក់ ចេញ ព្រោះ ធម្ម ទេសនា ពិត មែន ទេ អ្នក លោក សួរ ទៅ វិញ ទៀត ឧបមា ប៉ុណ្្នឹង ណា លោក សួរ ទៅ វិញ ទៀត លោក ឧបមា ឲ្យ ព្រះ ចៅ មលិន លោក អត់ តន យល់ លោក អត់តន ជាក់ ច្បាស់ អញ្ចឹង លោក ត្រូវ ការ បន្ថែម តែ ភិក្ខុ នឹង ធ្លាក់ ចុះ ព្រោះ ធម្ម ទេសនា ត្រូវ ប្រៀប បី ដូច ជាង ឈូស នៅ ពេល ត្រូវ ឈូស ឈើ រមែង ធ្វើ ឈើ ឲ្យ ត្រង់ ឲ្យ រលីង បាន ទាំង អស់ ឬ នេះ អញ្ចឹង ព្រះ នេកសេន លោក ត ទៅ វិញ អញ្ចឹង សូម ថ្វាយ ព្រះ ពរ ឈើ ដែល ឈូស នៅ ពេល ដែល ឈូស ឈើ រមែង ធ្វើ ឈើ នឹង ឲ្យ ត្រង់ រលោង ទាំង អស់ ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច មិន មែន ទេ កូន ចាស់ ជាង ឈូស ឈើ នឹង យក ផ្នែក ដែល មាន ទុះ មិន ល្អ ចេញ ទើប ធ្វើ ឈើ នឹង ឲ្យ ត្រង់ បាន សូម ថ្វាយ ព្រះ ពរ ឧបមា យ៉ាង ណា ឧបមា ក៏ យ៉ាង នោះ នៅ ពេល ត្រង់ រក្សា បរិស័ទ ត្រង់ មិនញ៉ាំង បរិស័ទ ដែល មិន អាច ត្រាស់ ដឹង ឲ្យ ត្រាស់ ដឹង បាន ប៉ុន្តែ ត្រង់ នឹង ចម្រាញ់ យក សត្វ ដែល ប្រព្រឹត្ត មិន ល្អ ទាំង អស់ ចេញ ត្រង់ ប្រសាទ ដែល អាច ត្រាស់ ដឹង បាន ប៉ុណ្ណោះ ឲ្យ បាន ត្រាស់ ដឹង សូម ថ្វាយ ព្រះ ពរ ភិក្ខុ ដែល ប្រព្រឹត្ត មិន ល្អ ទាំង នោះ រមែង ធ្លាក់ ចុះ ព្រោះ ទង្វើ របស់ ខ្លួន លោក បជា មិន មែន ព្រោះ ព្រះ អង្គ ទេ ព្រោះ ទង្វើ របស់ ខ្លួន អំពើ ទាំង អស់ មិន ព្រះ អង្គ ធ្វើ ឲ្យ ទេ ណា ដោយ ដើម ចេក ដើម ឫស្សី មេ សេះ អ សត្ត រមែង ស្លាប់ ព្រោះ សត្វ ដែល កើត ក្នុង ខ្លួន ភិក្ខុ ដែល ប្រព្រឹត្ត មិន ល្អ ទាំង នោះ ក៏ រមែង ស្លាប់ ក៏ គឺ ធ្លាក់ ចេញ ទៅ ព្រោះ ទង្វើ របស់ ខ្លួន ចឹង ដែរ ពួក ចៅ ត្រូវ ខ្វេះ ភ្នែក ត្រូវ ដោត ដោយ អណ្ដាត ត្រូវ កាត់ ក្បាល ព្រោះ ទង្វើ របស់ ខ្លួន សូម ថ្វាយ ព្រះ ពរ ភិក្ខុ ដែល ប្រព្រឹត្ត មិន ល្អ ទាំង នោះ ក៏ ត្រូវ ស្លាប់ និង ធ្លាក់ ចេញ ព្រោះ ទង្វើ របស់ ខ្លួន លោក ចង់ បញ្ជាក់ មិន ព្រោះ តែ ធម្ម ទេសនា នឹង ទេ ភិក្ខុ ទាំង 60 នោះ កើត មាន លោហិត ក្តៅ ក្តាយ ច្រាល ចេញ ពី មាត់ ការ ដែល ភិក្ខុ នោះ មាន លោហិត ក្តៅ ក្តាយ ច្រាល ចេញ ពី មាត់ ពុំ មែន ជា ទង្វើ របស់ ព្រះ ដ៏ មាន ប្រភិយ ទេ ពុំ មែន ដោយ សារ ទង្វើ របស់ អ្នក ដទៃ ទេ គឺ ទង្វើ របស់ ខ្លួន ប្រៀប ដូច បុរស ម្នាក់ ផ្ដល់ ថ្នាំ អមតៈ ដល់ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា អ្នក ទាំង នោះ ហូប ថ្នាំ អមតៈ ក៏ ខ្លាច ទៅ ជា អ្នក គ្មាន ជំងឺ មាន អាយុ វែង ផុត ពី ភាព ចង្រៃ ទាំង ពួង ក្រោយ មក មាន បុរស ម្នាក់ ហូប ថ្នាំ អមតៈ នោះ ដោយ ខុស វិធី ហើយ ក៏ ដល់ នៅ សេចក្តី ស្លាប់ បុរស ដែល ផ្ដល់ ថ្នាំ អមតៈ គួរ បាន ទទួល បាប អ្វី ព្រោះ ហេតុ ដែល បាន ផ្ដល់ ថ្នាំ អមតៈ ដល់ បុគ្គល ទាំង នោះ ខ្លះ ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច មិន មែន ទេ ឧបមា យ៉ាង ណា ឧបមា ក៏ យ៉ាង នោះ លោក បជា ណា ព្រះ តថាគត ត្រង់ ប្រគល់ ធម្ម ទាន ជា ថ្នាំ អមតៈ ដល់ ពួក ទេវតា និង មនុស្ស ទាំង ឡាយ 10,000 លោកធាតុ សត្វ ទាំង ឡាយ ជា អ្នក មាន ភ័ព្វ សត្វ ទាំង នោះ ក៏ រមែង ត្រាស់ ដឹង ចំណែក សត្វ ទាំង ឡាយ ជា អភ័ព្វ សត្វ ទាំង នោះ ក៏ រមែង ត្រូវ ប្រធរ ទេសនា សម្លាប់ គឺ ធ្លាក់ ចេញ ពី ប្រធរ ទេសនា នោះ ធម្មតា អាហារ រមែង រក្សា ជីវិត របស់ សត្វ ទាំង ឡាយ ទាំង ពួង ប៉ុន្តែ សត្វ មួយ ចំនួន បរិភោគ អាហារ នោះ ហើយ ក៏ ស្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ ចុក ពោះ បុរស អ្នក ឲ្យ អាហារ ដល់ គេ គួរ បាន ទទួល បាប អ្វី អ្វី ព្រោះ ហេតុ តែ បាន ទទួល អាហារ នោះ ឬ ក៏ យ៉ាង ណា មិន ទេ ប្រគុណ ចាស់ សូម ថ្វាយ ព្រះ ពរ អញ្ចឹង សរុប ទៅ តាក់ តង ទៅ នឹង ចំណុច ទាំង អស់ នេះ លោក បាន ត្រាស់ ហើយ ការ ស្លាប់ ការ ធ្លាក់ លោហិត របស់ បូក ភិក្ខុ ទាំង 60 អង្គ មិន មែន ព្រោះ តែ ព្រះ អង្គ សម្ដែង ធម៌ ទេសនា ទេ ពី ព្រោះ តែ ទង្វើ របស់ ភិក្ខុ សង្ឃ អំពើ បាប លោក យាយ លោក តា មាន រឿង មួយ មនុស្ស យើង នៅ ពេល ដែល ធ្វើ រឿង អាក្រក់ គេ ហៅ ថា រង្គាស រង្គាស រ ឯង ឧបមា ថា គេ សម្ដែង ពី សិល 5 សិល 8 សិល 10 បុគ្គល នោះ គាត់ ចូល មក ស្ដាប់ ដល់ ចឹង ទៅ ភាព រង្គាស ភាព រង ឯង ក្នុង ខ្លួន ដូច ថា អញើត អញើម ណា នឹង វា ធ្វើ ឲ្យ ចិត្ត នឹង រង្គាស យើង អាច ថា បុគ្គល នឹង អាច ភ្ញាក់ ខ្លួន អាច ភ្ញាក់ ខ្លួន ណា ណា ចឹង បុគ្គល នឹង អាច នឹង ប្រែ ប្រួល ខ្លួន អាច នឹង ប្រែ ប្រួល ហើយ ត្រូវ ធ្លាក់នៅអានេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំគិតទេណា
nè kháng thua cả chúng ta kê tê tê chê chê lý hay lý yêu khá này chẳng bị khổ ní lục miên tục tố thông ngôn này rồi hốt đo tớ thật lẹ chìm ụt chìm tầng cái đai chênh máu nó bê đẹp bóng xâm đánh thỏa tí xin hãy xua tha bóng đăng ấy bóng đăng cổ rương bóng đăng cổ rương đô chìa bóng tớ bảo mẹ kia ra xâm tố xây kì nị kron priếm á nà priếm mà đai ở bốc hay nâng côn bánh tay côn xa rây mà nẹ cái khai tí chìa mà chả tự thị cung xa ọp bóng là hô tớ đo xa lập ra à rây dạ bốc cô lấy tít niềng nâng chung ấy mìa con đi dìa nâng ngay mìa con đi dìa ở bông mà đai khai tí chìa bà anh à kia bà ra hàn ấy bánh tay côn ọt xâm rạch mẹ phá lý tớ chìa khăn bóng mơ nghi chót bọc canh chế mùi chế bi nhưng tục tố tiếng ớ đại cát mình láng mình mẹn bố tài bóng tế có bố tài bị khổng lục trú sở đại khuôn ảnh chẳng cái nào rương ở vầy vầy cụp sọ bạc giáng cứ khuôn dương dư nẹ thơ mình mẹn bóng chẳng bán chì bệnh địa cái xên lục Obama bệnh đô chìa tham tập bạn gì đó tham tập dương bà bạc mơ dương mơ thêm mà hô bà hà rộng ngay xong bây giờ thủ rến mình đủ phía tròn cho chật bên tay mình đủ khá nhằm bò rượu hô bạch cả để nâng miền cru nè khá nhóm cả nà khơi khi em bà cả nà nâng khiếm trọc khơi nè bồ thủ rến còn là thông thủ rến cú út chẳng ô ô cho ô tòm anh nhằm phỏng nè khá thả ơ thủ rến cậu bó miền chân này nâng chân sở rộng nghệ màu bà nhà rồi bó bệnh bệnh khổ sáng của ụt chiếm mình mẹn màu bị bỏng thế cứ màu bị ẩm nạch cảm ở bỏ lục lục thế xin áp rõ mình ụt trả nà chẳng hay rương nâng mình ảnh dục màu bàn thì đấy đôi chì rương có lộ màu thẻ tôn tình nâng dạ đại xâm bông bệnh sợi bột xu tha bệnh sợi bột nâng trâm bật tay rồi bỏ bệnh sợi bột ạ kẹt sao vẹt sợ đắm xu tha lục chẳng ao ở dạ nâng chẳng ao dạ nâng sạp chẳng lẽ là ruộng chẳng mẹ này mình mẹn thì cứ âm nai cảm rồi bỏ lục hay đo âm nai côn rồi bỏ bè sẽ rảy bột đài lục thì thôi chẳng vì mình trăm trời to tại sao chẳng ấy cái nào nâng ní ní cái chia bánh hà rồi bỏ khuôn ảnh ọt ảnh bà tô nè đợt tay bàn tê chẳng dương mưu bà sốt mùi tiệt xâm nua mùi tiệt tệ tôn tình nâng bỏ thổ quỷ hạ cứ bỏ thổ cầm bằng mà tốt trong bộ cả nà trong gì biết tha kê khám mạch chân tâm hồn cái nà bánh tay bè xa mà xâm bút bà rô mạc rú miên vật thô của dạ hạ nâng lẹ nà khăn ông sổ mình nô chìa mình nô chìa mình nô bố thò mạc đà thì miên đã nà khăn ông sổ mình đang thả đạ sổ mạng mấy bố rụp hiệp nâng đại tràn thất đô chìa mạng đại bánh khơi miên kê thọt đại chân á cái nà bố bóng miên cái hai tha chân chân nhẹ tàng sai sập nâng hay priêm nâng chẳng đăng tha bọn nâng bật chì miên chân nội nâng ọt lô tam bình ất mơ cực ai sẵn đôi tha cực chân nội tương ọt đọc bọc bệ sàm sàm bụt chân nơi khá chân nội nâng mối bên tay bọn nị mật ở khởi hai bọn nị mật đời rất nó đời ẩm nại bọ rất nên mình ai mà nữ cực này mơ khờ nhì xâm rạp tạp bộ cổ nâng chân bà cháu mà lãnh lục tu xua tha bà ông xâm tài ôi sao vẹt tầng ơn nâng xứng rùm cai vì cha chất khổ cà lai chân xa tạp bà ông bà chứ ta bằng hai nhà nâng ai kịch khờ nhì chân á ná nâng bánh tay bà ông bằng hai chân bộ cổ này mình ca sáng say chia nị mất tì ôi đi thắp bằng hai nhá nà đàm nại nhì rất bà ông nâng ai chân bùa bà ông râu vị thi xa cúp sập bài nhà từng tôi bay chi bọc cô na cả đói đại châu sầm nặng nhiên bỏng hay bỏng ai bảo bán đồ tệ toàn mi con thì chị ấy đồ rìp rọp nắng cứ bỏng nâng nâng chui chẳng chứ bỏng chui đôi nôn đôi nôn đó na nôn miệng nục cầm phong từ rìp bì bì bà dương sắc sam bản si chìm rỡ dương kết thắng bỏng từ bờ bãi bờ bạc cù cù kê kê bồng rìp cá vô côn từ lọt cái chân pì rồng cá ấy chẳng á bọn xua bố hay nôn nôn còn là bánh nắng bố đại sao mà này đại chết sẽ lạnh cực bông pro nữa có đà tới tam
bên đầu bóng đa và ông ai căn ba đã toàn sụp bù hề trẻ căn tới là khởi nhận tiết chết và ông dơ á tiết chết và ông dơ á và ông ăn dơ đọc về tới đo cho ngay tới bù hết nên bù ốc bạn thì say bình đầu im mau cứ thở thở ham mọn chẳng bù và ông dơ tới bù hơn bù hái bù miên sọc này ca tục nực niên bật tẹt coi gì anh ấy ca từ ban plan toàn trong những tháng toàn chập ca và pì pì phong thời bọn hết và bạn chất ca tục tam này này chất cơ rốt bắc cơ rốt khăn á từ ai từ tôi riêng từng anh đang ban đã chấm giờ tới bu ca tục ban ban xong rồi cái bu cơ vài ý chấm á nè chấn có giờ tự hái sập tài bỏng là khơi vị thi nằm bay chui nôn bán bộ vị thi ní bỏng thọp chui nôn mền ăn tập hiệp nâng ấy chui pina pina bỏng đăng ông bạn đi sai bao mình nụ giờ tự ao tự khơi sợi tê bắp so nơi than lớn đập về sợi tê bắp so đăng ấy hay ní ở trên đập bát cala yàn ấy còn đây chưa mình nuôi thò mà đá nâng chấn phiệp sáng sáng nó cứ chanh sợi tê bắp so tất chất mình nuôi bỏng tu bay gì mấy con nó tự chụp pro đấy chẳng á khơi cái nó sát lệch niên đi bị đói nó khơi chẳng bán bán đăng tiệt sát tế chẳng bán hay mình trong tập bệnh nâng ấy tè tia tiệt phù phê lang tới bán thì mệt xoa mũi ai khơi hay ai hủy tới bàn non tại đó sẽ tiệt bạc sò đập bên chẳng nôn cái tha niên cho nó bắt coi là dạng ấy đôi xoa nâng chừng sát để đôi xoa nâng chừng hay chẳng bán chúng bảo thành chúng không răng bả để bắt tư chăm tham á chăm tập tha cốt tư tập đằng ao ấy không răng men đâu mong đập về không răng bằng nâng sách tài chịu bài rồi bảo bằng tặng ao bằng ban ao bị khâu tặng ao nữa lư lịch lư than đồn nâng chầm rán thoa nâng cứ đầm bay chăng ban sợi tệ bập sò bị bằng chắc á đà nôn kê tập áp môi áp bí khăm không tới sừng ngầm chân tức chầm ra ơn chân tức có ban xâm rạch bệ hạ hẳn đập bê chầm ra ơn chì xâm rạch bệ hạ hẳn bọn xưa tha bọn đấng ngay tại lúc còn là xưa tư dô xe rây tiệp ập xó bà chì bệ hạ hẳn tư dô xe rây tiệp ập xó đăng hay dô cách có cục càng như tầng ơ chân à xe vẹ cà lê nó bị ơ chân ư ngay tư rốt tiệp ập xó thiệt nâng nâng bọn trao bài chân họ đôi bàn cả cho lạc bàn cả bọn đánh ở miền ổ bạc này xảy bởi riêng mấy cơm chế bởi riêng mấy cơm chế bọn đánh tại ổ bạc này xảy cho mỗi bọn hay bọn đăng mà bảo mà chăm bảo hay ai cả xảy mỗi còn à chăm ra anh cho ấy cái cho tầm mấy tí ấy cái phê tử cho hạ rãn nàng cái nà phê tử cho nội nâng ai cả xảy nâng ai chút cho chút là ơn chúng tớ căn chồng ai chồng ai lá đại bạc để cô à phía đại cực kịch nâng buộc luôn pha nấy vì cực kịch khăn này thưa ai cái nạp xo nó vì tôi chưa cực kịch mơ mình vô ai ai chẳng tớ phát nhạc luôn thở ở vầy group sọc bài chàng ông này nay bị bác sản án nó bị chanh máu vì mình tiên vì che mua che bị chẳng xâm rạch mẹ pha là hốt đo ở ai xâm đại như rất ai thư ấy bàn tiết mà một bích nâng chẳng chẳng mẹ pha ai xâm rạch bàn lươn mà plet nâng ai bà sân chị đò pê đò về lý đò cao hái cứ ấp chăm du tê nâng đôi dương sột thoa bà mẹ pha cạt lại ấy chẳng đôi dương sột thoa ấy chẳng tới ní lục dược ta bong phổn bật bà sân tặng ở bà sân chị dương án hai mình bạn kịch ở si chầm rỡ bia bà con chị miền ca tịch tiên ca rì côn ấy đai mình lọ xem xem thiết bị ấp xăm rôm á chẳng lục dược ta bong phổn bật bà sân tao tại bật riêng hay công sản đau chỉ mỗi nâng sẽ cái đây là o tặng o nâng ấp tịnh tôi rư mùi co dạng mấy có công sản đau tại bà ẩm bờ ạc rạc bà ẩm bệt thà đôi chia lì mụ bố tích có việc vì chia lì mụ hay thơ là o nâng cả đời nẹ na khơi cả đời nẹ na mình khơi cả đời xâm khăn cứ khuôn dương đăng xa bài chất ngập nông khuôn chẳng á nâng ở chi rương mùi đai lục dược ta bóng bốn bật bật sạch bật nâng ngay cài cho cam bay vì chơi cam bốn mà nổ cam bay đai lục dược ta bóng bốn bật bật sạch trong trăm chi vì xét cứ mà nổ
bà chất ạc rõ nâng cát lang bê nà ở đằng thà vi ạc rõ hay dừng lê vi phim phim cầm áo viên nâu chọt nâng nông chất sẵn đàn mình là o nâng to tại tiết chân đại xa bê và lý khi ông bà cả nà nâng khi ông gọi xông bà kênh bân nâng chút bân cực xong bẹp giang tặng o xông áo rô ghi ta bong phôn phụt bà sát tặng o chạp bán rùi phật chạ tục cần tài chi riêp sko chạp bán nâng bà phụt bà thoa bà xong.